Hải Vân kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Bên cạnh các thiết bị công nghệ hữu ích trong cuộc sống hiện đại, chương trình ngày hôm nay cũng sẽ gửi đến quý khán giả thông tin về những địa điểm mua sắm mới với các ưu đãi hấp dẫn. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một thông tin đáng chú ý dành cho quý khán giả nào thường xuyên di chuyển bằng xe buýt. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng và Sở Giao thông Vận tải vừa cho biết sẽ thực hiện đề xuất tăng giá vé xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 năm 2019. Theo đó, từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, giá vé của 51 tuyến xe buýt có trợ giá sẽ tăng 1.000 đồng một lượt hành khách so với hiện nay. Cụ thể, mức vé sẽ được điều chỉnh như sau. Nhóm tuyến có cự ly từ 15 km đến dưới 25 km, giá vé là 6.000 đồng một lượt hành khách. Nhóm tuyến có cự ly từ 25 km trở lên, giá vé là 7.000 đồng một lượt một hành khách. Riêng nhóm tuyến có cự ly từ 15 km trở xuống, giá vé sẽ được giữ nguyên ở mức 5.000 đồng một lượt hành khách. Đối với hành khách đi xe buýt và xuất trình thẻ học sinh, sinh viên, giá vé sẽ đồng hạng là 3.000 đồng một lượt hành khách. Thưa quý vị, mua sắm tiết kiệm luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Và hiểu được tâm lý đó, siêu thị Co-op Mart đã không ngừng áp dụng nhiều hoạt động khuyến mãi hấp dẫn, trong đó có chương trình mua nhiều ưu đãi lớn. Cụ thể, từ nay đến ngày 17 tháng 4, khi quý khán giả mua sản phẩm cùng loại với số lượng nhiều trên cùng một hóa đơn, thì các sản phẩm 2, 4, 6, 8 sẽ được bán với giá ưu đãi. Những sản phẩm được áp dụng trong chương trình lần này chủ yếu là thực phẩm công nghệ và thức uống dinh dưỡng. Trong đó, mì ý spaghetti banzani 400g sẽ được áp dụng với mức giá chỉ 10.000 đồng trên một gói đối với sản phẩm thứ 2, 4, 6. Nếu dầu ăn season cao cấp 1 lít có giá 50.600 đồng cho các sản phẩm số lẻ, thì 17.200 đồng sẽ là giá của sản phẩm chẵn khi mua với số lượng nhiều. Đặc biệt, quý khán giả có thể lựa chọn trà Oolong Tea Plus chai 350ml với giá chỉ 3.000 đồng. Vừa qua, Co-op Mart cũng đã giới thiệu thêm nhiều sản phẩm hàng nhãn riêng mới giúp giải khát trong những ngày nắng nóng như hiện nay, bao gồm tắc đường phèn, chanh muối đường phèn Co-op Select với giá lần lượt là 28.800 đồng và 26.500 đồng trên hũ 500g. Bên cạnh đó, khi mua bột giặt Co-op Happy 9kg với giá chỉ 179.900 đồng, quý khán giả còn được Co-op Mart tặng ngay một sản phẩm hàng nhãn riêng khác trị giá 29.500 đồng. Thông tin tiếp theo chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của quý khán giả nào đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là các bạn học sinh. Thưa quý vị, mới đây nhà sách Fahasa lớn nhất khu vực miền Trung đã chính thức đi vào hoạt động tại Đà Nẵng. Nhà sách Fahasa Đà Nẵng có quy mô 1 tầng hầm và 6 tầng kinh doanh với tổng diện tích sàn xây dựng gần 2.500m2. Tại đây không chỉ trưng bày hơn 80.000 đầu sách mà còn có hàng trăm ngàn sản phẩm văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, quà lưu niệm và đồ chơi trẻ em. Nhà sách cũng được chia thành nhiều khu vực trưng bày với thiết kế theo phong cách khác nhau, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng độc giả. Đặc biệt, không gian cà phê book hứa hẹn sẽ là nơi để độc giả có thể thư giãn, giao lưu ký tặng sách hay tham gia nhiều hoạt động văn hóa đọc khác. Cái hình thức giữa là bán sách và các cái văn phòng phẩm cũng như là đồ gia dụng ấy, thì nó sẽ làm cho cái người đến nhà sách có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Người ta có thể đem cả gia đình đến, rồi là trẻ con đến. Nhân dịp khai trương, nhà sách Fahasa Đà Nẵng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại, tặng quà cho khách hàng. Trong đó, hàng ngàn sản phẩm sẽ được giảm giá lên đến 50% từ sách quốc văn, ngoại văn, văn phòng phẩm cho đến đồ chơi trẻ em và quà lưu niệm. Chắc hẳn trong thời gian này thì nhiều khán giả cũng đang rất quan tâm đến các hoạt động trải nghiệm đầy thú vị dành cho trẻ trong mùa hè sắp tới. Và chạy hè mà mua gì ở đâu giới thiệu ngay sau đây chắc chắn sẽ nhận được sự yêu thích của các bé có đam mê tìm hiểu, khám phá công nghệ. Robot AI là điểm nhấn trong trại hè công nghệ năm 2019 của Học viện Sáng tạo Công nghệ Techie. Chú robot này có tên là robot giáo dục, robot Alpha Wani, có thể nhảy và bắt chước các chuyển động cơ thể của con người. Đây cũng sẽ là một vận động viên đá bóng, biểu diễn kung fu và yoga. Điều thú vị là khi tham gia trại hè, tất cả các hành động của robot AI sẽ được trẻ lập trình và điều khiển.
Tại đây, trẻ còn có thể lập trình và lắp ráp nên một công viên kỹ Jura của riêng mình, hóa thân thành phi hành gia khám phá vũ trụ hay tìm hiểu quy trình sản xuất phim hoạt hình. Những cái câu lệnh trong đó là con có thể làm được hết. Bé buổi con chỉ được học lý thuyết rồi con coi trên TV, YouTube thôi, chứ con không được, chưa bao giờ con chơi con robot này hết. Con lần đầu tiên được chơi con robot đó, con cũng rất là thích. Thông qua bảng Alpha thì mình có, các bé có sẽ được học ví dụ như là cơ cấu con người có thể gồm những cái khớp nào, rồi cách cử động tay chân nó ra làm sao, rồi mình lập giả lập lại cái hành động của mình thông qua con Alpha một cách rất là dễ dàng. Và do đó thì là các bé sẽ rất là hứng thú. Mỗi trại hè công nghệ sẽ kéo dài trong vòng 2 tuần với chương trình được thiết kế gồm 5 chủ đề học hấp dẫn, đa dạng, đan xen giữa các bộ môn công nghệ, từ lập trình robotics cho đến công nghệ 3D. Quý khán giả mua gì ở đâu có thể tìm hiểu và đăng ký trực tiếp tại Học viện Sáng tạo Công nghệ Techie, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua website chính thức của Học viện. Ẩm thực nước ta khá đa dạng với sự góp mặt của rất nhiều loại bánh truyền thống. Và món bánh được giới thiệu trong mắt nhỏ sau đây chắc chắn sẽ giúp nhiều người được quay trở lại với tuổi thơ. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Gửi bạn một tấm vé về tuổi thơ với bánh tai heo. Phần bột trắng sẽ là sự hòa trộn của bột mì, muối, lòng trắng trứng và nước cốt chanh. Còn bột nâu lại gồm bột mì, lòng đỏ, bột cacao và ngũ vị hương. Nhớ là phải nhào cả hai phần bột thật kỹ đây nha. Sau khi để bột nghỉ 1 giờ thì cán mỏng từng phần bột. Đặt bột nâu lên trên rồi tiếp tục cán thật mỏng như thế này đây. Cuộn, cuộn và cuộn thôi. Giờ thì những cuộn bột béo tròn sẽ được đem đi làm lạnh. Bột đã săn lại thì lăn qua mè trắng nữa là cắt ngay thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản mà làm thì công phu quá phải không nào? Những chiếc bánh tai heo giòn tan, vừa mặn lại vừa ngọt, thú vị và nhẹ nhàng như thế này thì chỉ có thể là tuổi thơ thôi. Mắt nhỏ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.